thật chuyến thăm Kiev của Ngoại trưởng Mỹ Nga cảnh báo đồng minh NATO Cựu sĩ quan Mỹ có thể chứng kiến sự sụp đổ của Ukraine trong 3 tháng tới Ảo tưởng về F-16, Ukraine có thể mắc sai lầm Hàng trăm xe tải chắn đường cao tốc Kiev-Odessa phản đối luật huy động quân mới ở Ukraine Người dân Ukraine đối mặt 48 giờ kinh hoàng chưa từng có Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là phần tin chi tiết. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thừa nhận trong chuyến thăm Kiev tuần này rằng tình hình ở Ukraine đã xấu đi. Điều này chủ yếu là do cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kharkov vừa qua, theo nhà quan sát Dmitry Drizze từ nhật báo Kommersant của Nga. Theo đó, ông Blinken đã cam kết chuyến thăm lần này sẽ đi đến những thỏa thuận hỗ trợ mới, bao gồm việc đẩy nhanh các lô vũ khí tiếp theo của phương Tây tới Kiev, đặc biệt là hệ thống phòng không. Ông cũng nhắc lại rằng tư cách thành viên NATO trong tương lai của Ukraine vẫn đang được cân nhắc và rằng Nga sẽ phải chi trả cho việc tái thiết đất nước. Sự xuất hiện của ông Blinken đã khiến nhiều người bất ngờ và phản ánh giai đoạn quan trọng hiện tại của cuộc xung đột. Mỹ đang thúc giục Kiev tiến hành huy động lực lượng và vũ khí hiệu quả hơn. Dù thế nào đi nữa, Phương Tây hiểu rõ ràng rằng 6 tháng chậm trễ không cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine hay Kiev không đưa ra được sự điều động quân đúng hướng sẽ dẫn đến hậu quả. Và bây giờ chúng đã đến. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga có thể phải mở rộng vùng đệm an ninh ở Ukraine đến biên giới Ba Lan nếu phương Tây tiếp tục chuyển vũ khí tầm xa cho Kiev. Ông Medvedev viết trên Telegram, đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Putin nói rằng để có một cuộc sống yên bình, đất nước chúng ta sẽ phải tạo ra một vùng đệm an ninh. Trong đó, Ukraine sẽ không thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga Tất nhiên, bao gồm cả các vùng đã sáp nhập vào Nga Ông nói thêm Ukraine hiện sở hữu tên lửa Storm Shadow SCAR-EG do phương Tây cung cấp với tầm bắn ít nhất 550 km Trong khi khoảng cách giữa vùng biên giới Belgorod của Nga và thủ đô Kiev của Ukraine chỉ là 429 km Do vậy, Nga cần lập một vùng đệm có khoảng cách lớn hơn khoảng cách đó 70-100 đến km Tuy nhiên Kịch bản vùng đệm an ninh mở rộng đến biên giới Ba Lan thậm chí khó xảy ra hơn bởi động thái đó có thể kích hoạt điều 5 hiến trương NATO về phòng thủ tập thể. Ba Lan là thành viên NATO, bất cứ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào nhằm vào một nước thành viên sẽ bị coi là tấn công hay đe dọa toàn liên minh quân sự, gồm 32 thành viên này. Khi đó, NATO có quyền đáp trả tập thể. Vùng đệm an ninh đang là một trong những vấn đề được Nga đặc biệt quan tâm trong bối cảnh Ukraine gần đây tăng cường tập kích vào các khu vực biên giới của Nga nhằm đến những hạ tầng quan trọng như nhà máy lọc dầu, cảng biển. Một nguồn tin của Pravda nói rằng, Nga đang kêu gọi quân đội tìm cách tạo một vùng đệm sâu tới 15 km ở tỉnh Kharkov, Ukraine, đẩy hỏa lực của Ukraine càng xa thành phố biên giới Belgorod của Nga càng tốt. Belgorod cách biên giới Ukraine chỉ khoảng 25 km. Theo ISVK, để lập một vùng đệm an ninh sâu 15 km và rộng hàng trăm km, Nga sẽ phải mở một chiến dịch quy mô lớn, đòi hỏi lực lượng lớn hơn được trang bị tốt hơn so với lực lượng triển khai ở biên giới với Ukraine hiện nay. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk mới đây trong một cuộc họp báo đã cho biết nước này đã quyết định chi hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ vào an ninh của mình và trên hết là để bảo đảm biên giới phía đông nơi giáp với đường biên giới của Belarus Ông cũng nói thêm, Ba Lan đang bắt đầu một dự án lớn nhằm xây dựng biên giới an toàn hơn, trong đó có một hệ thống công sự cũng như đưa ra những quyết định về cảnh quan và môi trường để khiến biên giới không thể bị kẻ thù tiềm năng vượt qua. Biên giới Ba Lan với Belarus đã trở thành điểm nóng kể từ khi người di cư bắt đầu đổ xô đến nước này vào năm 2021. Minsk, đồng minh thân cận với Moscow lúc bấy giờ, đã mở các công ty du lịch ở Trung Đông cung cấp một tuyến đường không chính thức mới vào châu Âu, động thái mà Liên minh châu Âu EU cho rằng nhằm kích động khủng hoảng. Kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine vào năm 2022, mối quan hệ thậm chí còn trở nên căng thẳng hơn khi Ba Lan tăng cường chi tiêu quốc phòng và cáo buộc Belarus cùng Nga cố gắng gây bất ổn cho nước này. Chính phủ Ba Lan trước đó đã xây dựng một hàng rào ở biên giới với Belarus dài hơn 180 km, cao 5,5 m để ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp. Thủ tướng Tusk cũng đã công bố kế hoạch tăng cường biên giới phía đông hồi đầu tháng nhưng không đưa ra thông tin chi tiết. Ông cũng cho biết sẽ trao đổi với ngân hàng đầu tư châu Âu vào ngày 20 tháng 5 về việc vay hơn 127 triệu đô la Mỹ để phát triển hệ thống vệ tinh trong sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu. Sáng kiến trên là một kế hoạch phòng không chung được Đức thiết lập vào năm 2022 nhằm tăng cường phòng không cho khu vực. Ông Tusk so sánh nó với hệ thống vòng sắt của Israel. Trong cuộc phỏng vấn với báo Bill của Đức được đăng tải hồi tháng 4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorsky cho biết Ba Lan sẽ không ngạc nhiên nếu Nga tấn công nước này, nhưng cuối cùng Moscow sẽ thua. Trong khi đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine leo thang. Ông nói rằng Warsaw có lập trường như vậy là do Nga đang ngày càng quân sự hóa vùng Kaliningrad, Giáp Ba Lan và Litva, và Moscow cũng triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus. Cũng từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Ba Lan đã cung cấp tuyến đường trung chuyển vũ khí do các đồng minh phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ba Lan cũng đã hiện đại hóa quân đội và tăng chi tiêu quốc phòng lên 4% GDP, một trong những mức cao nhất trong EU, đồng thời mua thiết bị quân sự trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, chủ yếu từ Mỹ và Hàn Quốc. Đối với Ukraine, tháng 5 đang trở thành giai đoạn giao tranh ác liệt nhất các cuộc tấn công của Nga khiến lực lượng Ukraine bị giàn trải, bộc lộ điểm yếu, thiếu nhân lực và hệ thống phòng không. Gần đây, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Tony Schaffer nói trên kênh YouTube Jogging Freedom rằng mọi người có thể chứng kiến sự sụp đổ của Ukraine trong khoảng 3 tháng nữa. Theo ông, hiện tại thì quân đội Nga đã đạt được tiến bộ vượt bậc và Ukraine sẽ không thể ngăn cản bước tiến của Moscow. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn ABC News, Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho các nước phương Tây phải chịu trách nhiệm về việc lực lượng Ukraine không ngăn chặn được đà tấn công của Nga ở khu vực Kharkov và kêu gọi hỗ trợ nhanh và lớn mạnh hơn nữa để giúp Kiev thay đổi tình hình chiến trường. Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận rằng Nga có thể sẽ sớm nắm quyền kiểm soát hoàn toàn Kharkov nếu phương Tây không nhanh chóng viện trợ hệ thống Patriot mới. Nhà lãnh đạo này nói thêm rằng tình hình xung quanh Kharkov hiện vẫn rất nghiêm trọng và vì thế Ukraine không thể để mất Kharkov vào tay Nga trong lúc này. Trước đó, một chỉ huy đơn vị đặc nhiệm của Ukraine đã thừa nhận với CNN rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu và quân Nga có động lực để tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo. Trong khi đó, một cựu sĩ quan Ukraine viết về cuộc xung đột đang diễn ra rằng tình trạng thiếu nhân lực buộc Ukraine phải tránh triển khai liên tục các đơn vị lớn dọc biên giới khi lực lượng pháo binh áp đảo của Nga luôn sẵn sàng tác chiến. Tốc độ tấn công ngày càng gia tăng từ Nga đang làm trầm trọng thêm hai điểm yếu nghiêm trọng của Ukraine, thiếu nhân lực và lực lượng phòng không thừa thớt. Nga đang khai thác cả hai một cách tối đa trước khi làn sóng viện trợ mới của phương Tây có thể giúp ích, dự kiến ít nhất vài tuần nữa và với số lượng lớn. Tổn thất của Ukraine còn trầm trọng hơn do thiếu các đơn vị phòng thủ ở phía sau tiền tuyến. Ở Krasnohorivka, các đơn vị Ukraine trong nhiều tháng đã có thể sử dụng các tòa nhà chung cư và một số nhà máy làm cứ điểm phòng thủ. Dần dần chúng đã bị xóa sổ. Ngoài ra trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The Economist của Anh, Thiếu tướng Vadim Skibitsky, phó giám đốc cơ quan tình báo quân sự HUR của Ukraine, cho rằng cuối cùng thì hai bên sẽ cần phải ngồi vào bàn đàm phán, giống như trong bất kỳ cuộc chiến nào. Theo bài viết đăng trên The Economist, tướng Skibitsky nói rằng ông không thấy cách nào để Ukraine giành chiến thắng trên chiến trường một mình. Ngay cả khi họ có thể đẩy lùi lực lượng Nga trở lại biên giới, một viễn cảnh ngày càng xa vời, thì họ cũng sẽ không kết thúc được chiến sự. Ông Skibitsky đưa ra dự đoán trong cuộc phỏng vấn, những cuộc chiến như vậy chỉ có thể kết thúc bằng các hiệp ước. Hiện tại, cả hai bên đều đang cố gắng giành được vị trí có lợi nhất trước các cuộc đàm phán có thể diễn ra. Song các cuộc đàm phán có ý nghĩa chỉ có thể bắt đầu sớm nhất vào nửa cuối năm 2025. Giới chức Ukraine tuần trước cho biết, một số phi công nước này đã hoàn thành khóa huấn luyện lái tiêm kích F-16 ở nước ngoài, nhằm chuẩn bị trước khi Kiev tiếp nhận mẫu chiến đấu cơ hiện đại từ Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy và Bỉ. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen mới đây cũng cho biết, Ukraine dự kiến tiếp nhận lô F-16 đầu tiên từ Copenhagen trong tháng sau. Bà sau đó một ngày đính chính rằng Đan Mạch sẽ chuyển giao tiêm kích F-16 cho Kiev trong vài tháng tới. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng khung thời gian này là quá muộn, đồng thời cảnh báo Ukraine có thể mắc sai lầm chiến lược khi trông chờ vào mẫu tiêm kích phương Tây xa lạ như F-16 để chống lại không quân Nga. Ngược lại, Trung tướng Ukraine Ivan Gavriliuk, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu F-16 sẽ giúp ích đẩy lùi các cuộc ném bom lượn của Nga. Mặc dù Ukraine muốn F16 xuất hiện ngay trên chiến trường, nhưng với tình hình hiện tại, họ chưa thể tiếp cận được những chiếc tiêm kích tương đối tiên tiến mà phương Tây hứa viện trợ. Theo các nhà phân tích, F16 có thể đối phó với lực lượng không quân chiến thuật Nga, nhưng về cơ bản nó ít tác dụng. Để đáp ứng được yêu cầu hoạt động của F16, Ukraine phải cải tạo một số sân bay ở sát biên giới với các quốc gia NATO làm căn cứ, đồng thời sửa chữa một số sân bay sát khu vực chiến tuyến với mục đích để F-16 hạ và cất cánh để tiếp nhiên liệu. William Reno, giáo sư đứng đầu Ban khoa học chính trị tại Đại học Northwestern ở Mỹ cho rằng tiêm kích F-16 sẽ khó có thể tới tay Ukraine vào thời điểm tối ưu. Tương tự việc Kiev chỉ bắt đầu tiếp nhận xe tăng phương Tây sau khi đã hoàn thành chiến dịch phản công chớp nhoáng ở tỉnh Kharkov và Kherson mùa thu năm 2022. Trong chiến dịch phản công này, Ukraine đã duy trì đà tiến công như trẻ tre, đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi loạt đô thị nhưng cuối cùng phải dừng lại khi không có đủ xe tăng, thiết giáp hiện đại để tiến hành các mũi thọc sâu nhanh chóng hơn. Mỹ và châu Âu khi đó mới đồng ý chuyển giao các loại xe tăng hiện đại cho Ukraine và mất nhiều tháng để huấn luyện binh sĩ nước này cách sử dụng. Trong thời gian lực lượng Ukraine chỉnh lại, Nga đã xây dựng và củng cố phòng tuyến dày đặc, yếu tố quan trọng giúp đánh bại đợt phản công tiếp theo của Kiev vào mùa hè năm 2023. Xe tăng, thiết giáp phương Tây lúc đó đã không thể vượt qua được bãi mìn, chiến hào, chứa ngại vật phức tạp của Nga khiến Ukraine hứng chịu tổn thất nặng nề và phải lui về thế phòng ngự. Chuyên gia này cảnh báo, tiêm kích F-16 cũng sẽ phải đối mặt với tình thế tương tự khi Nga đã có nhiều thời gian nghiên cứu phương án ứng phó loại khí tài này. Ông tin rằng, thay vì trông chờ vào F-16, Ukraine nên đề nghị phương Tây chuyển giao các mẫu phi cơ mà phi công nước này đã quen thuộc và có thể tiếp nhận trong thời gian ngắn hơn. Hơn nữa, nhà chuyên gia quân sự này cũng đưa ra lời khuyên cho Ukraine nên đề nghị Taliban bán lại những chiến đấu cơ MiG thời Liên Xô mà họ thu được từ chính quyền tiền nhiệm tại Afghanistan, thay vì phải chờ các mẫu máy bay đắt tiền, việc nhanh chóng tiếp cận những tiêm kích đã quen thuộc và có chi phí thấp sẽ mang lại cho Ukraine kết quả tốt hơn trên chiến trường. Theo tờ Ukrainska Pravda, UAV Liuti được Ukraine phát triển để đáp trả việc Nga nhiều lần dùng UAV Shahed tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự ở nước này trong đó UAV Liuti được cho là đứng sau 80% các cuộc tấn công bằng UAV thành công vào lãnh thổ Nga, mà trong đó nhiều mục tiêu nằm cách xa biên giới Nga-Ukraine. Trên thực tế, UAV Liuti đã có một khởi đầu không mấy suôn sẻ, được phát triển mà không có sự hậu thuẫn của chính phủ Ukraine. Do mang hình dáng thiết kế lớn và công kênh, UAV Liuti đã không được lòng giới lập pháp nước này. Kể từ đầu năm nay, Ukraine bắt đầu triển khai chiến dịch phối hợp tấn công thường xuyên bằng UAV xuyên biên giới, và tập trung chủ yếu vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Đây là lúc UAV Liuti thể hiện năng lực. Cụ thể, UAV này có tầm hoạt động hơn 960 km, xài cánh hơn 6,7 m và có thể mang theo khối thuốc nổ nặng 50 kg. Dù nhiều UAV khác của Ukraine có phạm vi hoạt động xa hơn, nhưng dường như chiến dịch tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga chủ yếu do UAV Liuti thực hiện. Bất chấp những lo ngại về việc hành động tấn công như trên có thể gây bất ổn giá dầu mỏ toàn cầu và khiêu khích Nga, Ukraine vẫn duy trì chiến dịch tập kích. Hồi tháng 2, Nga ban bố lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng. Ukraine cho hay, các cuộc tấn công của nước này đã làm giảm 12% sản lượng và chế biến dầu của Nga. Hơn nữa, giờ đây, đây có lẽ không chỉ có UAV Liuti được Ukraine sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga, mà sắp tới Ukraine còn có thể sử dụng vũ khí của Anh cung cấp để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Hồi đầu tháng này, trong chuyến thăm Kiev, Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng tuyên bố Anh sẽ cung cấp cho Ukraine mỗi năm 3 tỷ bảng, chừng nào còn cần thiết. Hơn nữa không phản đối Kiev dùng vũ khí do London viện trợ để nhắm vào Nga. Ngoại trưởng Cameron cũng nói thêm Ukraine có quyền đó. Giống như việc Nga đang tấn công vào bên trong Ukraine và ngược lại, Ukraine cũng hoàn toàn có thể làm điều tương tự vào bên trong lãnh thổ Nga như một biện pháp phòng vệ chính đáng. Ngược lại với Anh, Mỹ không đồng ý cho Ukraine sử dụng vũ khí của mình viện trợ để đánh vào bên trong lãnh thổ Nga. Phát biểu tại một buổi họp báo, đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink nói: tất cả vũ khí Mỹ cung cấp sẽ không được sử dụng cho các cuộc tấn công vào trong lãnh thổ Nga, bất kể khả năng của chúng ra sao. Một số quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại về những cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu bên trong nước Nga. Một phần là do những cuộc tấn công này có thể làm mất ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu và đẩy giá dầu lên cao. Theo Kiev Independent, nhiều tài xế xe tải đã chắn một phần đường cao tốc Kiev Odessa ở vùng Odessa nhằm phản đối luật huy động quân mới của chính phủ. Xác nhận thông tin vụ việc, người phát ngôn của cảnh sát quốc gia Olena Beresna cho biết thêm, chỉ một làn đường cao tốc thông thoáng do không bị chặn. Tại vùng Kirovohrad, khoảng 100 tài xế xe tải cũng tham gia biểu tình phản đối luật huy động quân mới nhưng không chặn đường. Ukraine đã nỗ lực huy động lực lượng trong 6 tháng qua khi quân đội nước này phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự ngày càng nghiêm trọng. Hồi tháng 4, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật cập nhật các quy định mới về huy động quân. Hồi tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký ban hành luật động viên nhập ngũ mới, nội dung bao gồm việc giảm độ tuổi huy động từ 27 xuống 25. Luật huy động mới cũng yêu cầu tất cả nam giới Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi phải đăng ký sẵn sàng phục vụ với quân đội và luôn mang theo giấy đăng ký này bên mình. Nam giới Ukraine trong độ tuổi quân ngũ tại nước ngoài cũng sẽ không thể gia hạn hộ chiếu của họ tại các bộ phận lãnh sự của Ukraine nếu không thể xuất trình giấy đăng ký mới nhất. Thứ trưởng ngoại giao Ukraine Andrei Sibiga đề cập đến hai điều khoản trong luật mới cho phép nội các Ukraine đưa ra các hạn chế đi lại bổ sung cho việc đến và đi từ nước này cũng như hạn chế việc đi lại của các cá nhân trong độ tuổi phục vụ quân sự nhưng không có giấy tờ của văn phòng tuyển quân. Gần đây nhất Tổng thống Zelensky cũng đã ký luật cho phép tù nhân tham gia lực lượng vũ trang. Luật mới cho phép ân xá những tù nhân bị kết án nếu họ ký hợp đồng nhập ngũ. Một số quan chức dự đoán đạo luật có thể giúp quân đội Ukraine tuyển thêm tối đa 20.000 binh sĩ. Những tù nhân bị kết án về các tội nghiêm trọng nhất như giết người từ hai người trở lên, hiếp dâm và tội phạm an ninh quốc gia không được phép nhập ngũ. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cũng ký thông qua đạo luật tăng mức phạt đối với những người trốn lệnh nhập ngũ lên tới 8.500 hryvnia khoảng 218 đô la Mỹ. Trong khi đó, mức lương trung bình hàng tháng ở Ukraine hiện nay khoảng 560 đô la Mỹ. Kể từ khi xung đột bùng phát, Ukraine đã nhiều lần gia hạn thiết quân luật. Nam giới nước này trong độ tuổi nhập ngũ, trừ một số trường hợp ngoại lệ, sẽ không được phép rời khỏi đất nước vì có thể gọi nhập ngũ. Nga giành thế thượng phong trong chiến dịch tấn công bất ngờ vừa qua vào tỉnh Kharkov. Lực lượng Ukraine không kịp trở tay và bị đối phương áp đảo về nhiều mặt. Giới phân tích Ukraine đã dự báo một cuộc tiến công mới của Nga ở tỉnh Kharkov và vùng biên đông bắc trong nhiều tháng nay. Tuy nhiên, cuộc tiến công này vẫn gây bất ngờ cho lực lượng Ukraine đồn trú tại đây. Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 125 của Ukraine trước đó đã căng mình dọc theo biên giới 43 km giữa Nga và tỉnh Kharkov. Họ sử dụng UAV trinh sát để theo dõi hàng ngày về hoạt động tập trung quân của Nga cho một cuộc tiến công tiềm tàng tại đây. Nhưng đúng vào buổi sáng xảy ra cuộc tấn công lữ đoàn 125 mất sạch các thông tin video từ UAV do vấp phải màn gây nhiễu điện tử dày đặc của Nga. Các thiết bị Starlink, Internet vệ tinh mà quân đội Ukraine dựa vào để phục vụ liên lạc cơ bản đã thất bại. Lần đầu tiên các thiết bị này bị vô hiệu hóa hoàn toàn kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Một chỉ huy đơn vị UAV trong lữ đoàn 125 sử dụng hô hiệu Atis cho biết Chúng tôi bị rơi vào trạng thái mù hoàn toàn. Trung sĩ Atis, 53 tuổi, nói đây là vấn đề lớn nhất. Chúng tôi không thấy đối phương đang di chuyển ra sao. Chúng tôi chỉ liên lạc thông qua vô tuyến điện và điện thoại. Còn thông tin từ UAV thì đơn giản đã biến mất. Trong vài ngày, lần thứ hai quân đội Nga đã chiếm được khoảng 129 km vuông lãnh thổ dọc biên giới hai nước. Phía Nga đã tận dụng được thời cơ từ thế yếu của quân đội Ukraine. Những bước tiến mới của quân đội Nga trên chiến trường đã đặt ra câu hỏi về năng lực phòng thủ của Ukraine cũng như khả năng Nga sẽ áp đảo quân Ukraine và kiểm soát thêm nhiều lãnh thổ nữa. Đợt tiến công mới của Nga ở Kharkov đã buộc Ukraine phải điều bớt lực lượng dự bị lên phía Bắc và do đó có nguy cơ để hỏng ở những vị trí khác. Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng chiến dịch tấn công của Nga có thể gồm vài đợt và vừa rồi mới chỉ là đợt thứ nhất ở tỉnh Kharkov. Ông Zelensky nói, chúng tôi phải tỉnh táo hiểu rằng họ sẽ tiến sâu hơn vào lãnh thổ chúng ta. Không có chiều ngược lại, đó vẫn là lợi thế của họ nhà lãnh đạo ukraine cũng kêu gọi triển khai hai tổ hợp tên lửa patriot để bảo vệ bầu trời tỉnh kharkov ông nói nếu họ tức phía nga cảm nhận được điểm yếu nào đó trên hướng này họ sẽ sốc tới ngày ông nhận định tình hình ở tỉnh kharkov đã được kiểm soát nhưng không ổn định ông zelensky cũng thừa nhận quân đội ukraine đang gặp phải vấn đề nhân sự và sĩ khí chúng tôi cần bố trí lực lượng dự bị tổng thống zelensky nói một lượng lớn lữ đoàn đã trống rỗng Quân đội Nga ngày 10 tháng 5 bất ngờ vượt qua biên giới, mở cuộc tấn công xuống phía Nam vào tỉnh Kharkov của Ukraine, khiến hơn 4.000 người phải sơ tán chỉ trong hai ngày. Sau đó, Nga đã kiểm soát 12 làng ở Kharkov, đồng thời tiến sâu vào phòng tuyến Ukraine. Lực lượng Nga đã tấn công một số khu định cư, trong đó có Vopchansk, nơi chỉ cách biên giới 5 km. Thống đốc Kharkov Ole cho hay, đa số cư dân Vopchansk đã bỏ chạy, chỉ còn khoảng 200 người bám trụ. Trước đó, phóng viên của báo Kiev Independent đã có 48 giờ tại túi bom Kharkov để ghi nhận cách người dân xoay sở để làm việc, thư giãn và tồn tại ở thành phố bị ném bom nhiều nhất của Ukraine. Giờ tan ca, tiếng còi báo động không kích lại vang lên khắp Kharkov. Vụ mới nhất nhắm vào thị trấn Dehachi, phía bắc Kharkov, nhanh chóng được xác nhận với hai tiếng nổ lớn. Gần địa điểm một vụ nổ, mảnh vỡ thủy tinh từ các tòa nhà xung quanh vỡ do sức ép của làn sóng xung kích, vương vãi khắp đường và vỉa hè một cảnh sát cho biết, lẫn trong số đó là những mảnh kim loại nhỏ, cong queo và vẫn còn đang nóng từ chính quả bom. Một phụ nữ, giọng nghẹn ngào nói qua khung cửa sổ vỡ cho biết, đây là lần thứ hai trong hai năm cô phải thay kính cửa sổ. Ở rìa thị trấn, quả thứ hai rơi trúng khu vườn ngay cạnh nhà của một cặp vợ chồng già. Mái nhà của họ bị phá hủy hoàn toàn, tất cả cửa sổ đều vỡ tan thành từng mảnh nhỏ li ti, vương vãi trên sàn. Một cái cây trong vườn vẫn đang bốc khói nghi ngút bên cạnh một hố bom sâu hắm. Bà Tetiana, 62 tuổi, chia sẻ với Kiev Independent, trong khi đang quét dọn những mảnh vỡ thủy tinh loang lổ trên sàn bếp. Mọi thứ vỡ tan chỉ trong một giây. Đêm đến, tình hình căng thẳng leo thang. Nga sử dụng máy bay không người lái cảm tử xa tấn công Kharkov. Tiếng còi báo động rú lên inh ỏi. Cảm xúc của người dân thay đổi liên tục khi họ mô tả cách họ đối phó với cuộc sống dưới sự ném bom liên tục và nỗi lo về một nỗ lực chiếm đóng Kharkov tiếp theo của Nga chính quyền Kharkov được cho là đã sơ tán nhiều ngôi làng gần biên giới với Nga khi giao tranh tạm lắng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ Ukraine sẽ sơ tán dân thường đến khu vực nào. Giới chuyên gia nhận định, tỉnh Kharkov giao với tỉnh Belgorod của Nga chắc chắn là một mục tiêu trọng yếu mà Moscow nhắm tới. Nếu Kharkov thất thủ, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào quân đội Ukraine trong giai đoạn hiện tại. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky cho biết do tình hình khu vực phía đông đang xấu đi nên ông đã làm việc suốt nhiều ngày liên tiếp với các đơn vị tham gia hoạt động chiến đấu ở Kharkov. Ông nói rằng quân đội Nga đã tập trung nỗ lực chính vào mặt trận Strelitsha, Lipsi và giành quyền kiểm soát Vopchansk, tiếp cận sâu hơn tới khu định cư Bili Kolodias và phát động một cuộc tấn công vào hậu phương của lực lượng Ukraine. Để đạt được mục tiêu này, quân đội Nga đã thành lập và tăng cường nhóm chiến thuật tác chiến phía Bắc bao gồm các đơn vị chiến đấu của tập đoàn quân 6, quân đoàn 11 và 44. Ông Sisky lưu ý rằng quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công sớm hơn nhiều so với kế hoạch khi họ nhận thấy lực lượng Ukraine được tái triển khai ở đây, nhưng họ không thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ của chúng tôi. Ông Sisky dự đoán sẽ có giao tranh quyết liệt và người Nga đang chuẩn bị cho điều đó. Nhiều trường hợp phá hủy thiết bị quân sự phía sau đường vành đai Kharkov bắt đầu được ghi nhận cho thấy Nga chuyển hướng các cuộc tấn công sâu hơn vào tuyến phòng thủ Ukraina gần thành phố. Đã có những cuộc tấn công vào khu vực phía sau của Ukraina. Lực lượng dự bị của Ukraina đang được điều chuyển từ các hướng khác. Trước đó có hai nỗ lực của Nga nhằm xuyên thủ hàng phòng ngự của Kiev theo hướng Gluboke, Lipsi và Bukrovatska, Staritsa. Báo cáo cáo đoạn, tình hình nằm trong tầm kiểm soát của Ukraina. Lực lượng phòng thủ của chúng tôi ở một số khu vực nhất định đang tiến hành các hoạt động tấn công nhằm cải thiện tình hình chiến thuật đồng thời thực hiện ra soát. Tại khu vực thành phố Volchansk, các đơn vị Ukraine đang tăng cường phòng thủ. Báo cáo viết, từ đầu ngày đến nay đã xảy ra 101 cuộc đụng độ, đối phương thực hiện 15 cuộc tấn công bằng tên lửa, 70 cuộc không kích và 452 cuộc tấn công bằng UAV, 2.843 cuộc tấn công vào các vị trí của quân ta. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kupiansk, Sevetsky Gramatovsk, Pokrovsky, Kurakhovsky, Vremovsky, Dnip. Theo các tướng Liman, Toretsky, Guliai, Polie và Orekhov, đối phương không thực hiện các hành động tấn công. Quân đội Ukraine có lực lượng được trang bị phương tiện thích hợp và tăng cường quân dự bị để giành thế chủ động trên chiến trường. Mặt khác, Tổng thống Putin cho biết về những gì đang diễn ra tại mặt trận Kharkov, đây là lỗi của Ukraine khi họ liên tục pháo kích các khu vực dân cư ở biên giới Nga tôi từng cảnh báo công khai rằng Nga sẽ phải thiết lập vùng đệm an ninh nếu điều này còn tiếp diễn. Khoảng 5.000 đến 10.000 binh sĩ Nga đã vượt qua biên giới ở hai điểm then chốt vào Kharkov hôm 10 tháng 5 và sau đó thọc sâu tới 10 km. Chỉ trong vòng 5 ngày sau đó, lực lượng Nga đã giành hơn 250 km vuông tại Kharkov. Tướng Sisky nói rằng lực lượng Nga đã mở rộng vùng giao tranh lên 70 km, buộc Kiev phải thêm nhiều lữ đoàn dự bị vào tham chiến tại Kharkov. Ông siski cũng nhận định giao tranh ở mặt trận Bắc và Đông Bắc Ukraine có thể tăng nhiệt trong thời gian tới, do Nga có thể mở thêm mũi tiến công nhằm vào tỉnh Sumy lân cận. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong báo cáo giao tranh hôm 17 tháng 5, trong tuần qua, các đơn vị thuộc cánh quân Bắc đã kiểm soát 12 làng tại tỉnh Kharkov, đẩy lùi lực lượng và phá hủy khí tài của 5 lữ đoàn chính quy, 4 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và một đơn vị biên phòng Ukraine. Họ đang tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của đối phương. Cơ quan này cũng tuyên bố thực hiện tổng cộng 28 đợt tập kích hiệp đồng bằng máy bay không người lái UAV và vũ khí tầm xa chính xác cao trong vòng một tuần, nhằm vào sở chỉ huy, sân bay quân sự, hệ thống phòng không, kho vũ khí và cơ sở xăng dầu của lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, một trong các mục tiêu bị phá hủy là kho chứa xuồng không người lái cảm tử, cùng điểm đóng quân của lính tư nhân nước ngoài và đơn vị Sunetko thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine. Truyền thông Nga cũng công bố video tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander tập kích nhà kho tại tỉnh Mykolaiv ở miền nam Ukraine, nơi bị nghi chứa khoảng 40 xuồng cảm tử được chuyển đến từ Kiev. Trong diễn biến có liên quan, theo hãng tin TASS, ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu chính quyền vùng Kharkov do Nga bổ nhiệm cho biết, các lực lượng Nga đã tiến về phía làng Borovaya thuộc thành phố Izium của vùng Kharkov. Ông Ganchev viết trên kênh Telegram, có những kết quả nhất định ở các khu vực khác của mặt trận Kharkov. Một trong số đó là ở khu vực Svatovo, Kupiansk, nơi binh sĩ của chúng tôi đã tiến về phía Borovaya và họ đang tiếp tục cải thiện vị trí của mình ở đó. Quan chức này nói thêm rằng, tính đến 17 tháng 5, lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 200 km vuông diện tích khu vực từ quân đội Ukraine. Ông Ganchev cho hay, giao tranh vẫn đang diễn ra và chúng tôi có thể nói rằng mỗi con phố kiểm soát được đều là kết quả của những trận chiến khốc liệt và khó khăn với Ukraine. Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa qua đã đến thăm thành phố Kharkov ở phía đông bắc nước này để nâng cao tinh thần và củng cố quân đội trong khu vực, nơi các lực lượng Nga đang cố gắng đẩy mạnh cuộc tấn công mới. Ông Zelensky nói sau cuộc họp với chỉ huy hàng đầu và các lãnh đạo quân sự cấp cao ở Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, tình hình vẫn cực kỳ khó khăn, chúng tôi đang tăng cường củng cố các đơn vị của mình. Trong bài phát biểu qua video hàng đêm sau đó, ông Zelensky nói rằng nhờ hành động của lực lượng Ukraine nên đã đạt được sự vững chắc hơn gần thành phố Vovchansk, cách biên giới 5 km. Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm, nhưng pháo kích của Nga vẫn không dừng lại, các mối đe dọa vẫn tồn tại. Tổng thống Zelensky đã hủy các chuyến công du nước ngoài sắp tới do tình hình chiến trường xấu đi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay các đơn vị Ukraine đều đủ đạn pháo, chấm dứt cơn khát vũ khí đã khiến họ hứng chịu nhiều tổn thất. Lần đầu tiên trong cuộc xung đột, không có lữ đoàn nào phàn nàn rằng họ không có đạn pháo. Điều này đã diễn ra trong hai tháng qua. Hồi tháng 2, Tổng thống Séc Pet Paven thông báo nước này, Đan Mạch và Canada đã xác định được nguồn cung gồm nửa triệu quả đạn pháo 155mm và 300.000 quả đạn 122mm ở bên ngoài châu Âu để mua và viện trợ cho Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết sáng kiến do Cộng hòa Séc dẫn đầu đã đạt tiến triển dù các bên vẫn sẽ phải tiếp tục nỗ lực hết sức. Tổng thống Zelensky nói, chúng tôi đang đàm phán về vấn đề tiền bạc với các đối tác. Lãnh đạo Ukraine cũng tiết lộ các bên đã khởi xướng một sáng kiến mới trong đó các đối tác của Kiev sẽ tài trợ cho hoạt động sản xuất phương tiện bay không người lái drone và thiết bị tác chiến điện tử của nước này. Ông cho hay hiệu suất kỹ thuật của drone Ukraine ngày càng tăng lên, chúng tôi đang bắt đầu sản xuất lượng lớn khí tài này, song chưa có tiền. Trước đó, Ukraine liên tục cạn kiệt nguồn cung cấp trầm trọng, bao gồm cả đạn dược cho pháo binh và phòng không do Mỹ liên tục trì hoãn viện trợ trong 6 tháng qua. Nhiều chuyên gia và giới chức phương Tây cho rằng tình hình ngày càng tồi tệ đối với Ukraine và nước này có thể thua trong cuộc chiến trước Nga nếu không nhận được nguồn viện trợ đầy đủ và kịp thời. Tướng Christopher G. Cavoli, người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, đã cảnh báo rằng Nga có thể nhanh chóng giành chiến thắng trong cuộc chiến nếu Ukraine không nhận thêm viện trợ. Đồng thời, ông Cavoli chỉ ra rằng hầu hết số tiền được phê duyệt cho Ukraine sẽ vào túi các công ty Mỹ. Ukraine kêu gọi Mỹ tiếp tục hỗ trợ, đồng thời lập luận rằng Ukraine đã chứng minh rằng với đủ nguồn viện trợ, nước này có thể chống lại Nga. Tất cả những gì Ukraine cần là sự hỗ trợ vững chắc như lời hứa hẹn. Tổng thống Volodymyr Zelensky từng chia sẻ rằng nếu Ukraine không nhận được khoản viện trợ quân sự, Kiev sẽ buộc phải rút quân từng bước. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, không có hỗ trợ từ Mỹ có nghĩa là chúng tôi không nhận được hệ thống phòng không tên lửa Patriot, thiết bị gây nhiễu cho tác chiến điện tử đạn pháo cỡ nòng 155 mm. Vậy chúng tôi sẽ phải lùi lại, rút lui từng bước một theo bước nhỏ. Chúng tôi đang cố gắng tìm cách để không phải rút lui. Ukraine những tuần qua dùng máy bay không người lái UAV chứa đầy chất nổ để tập kích vào hạ tầng năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga. Chúng có hình dáng giống máy bay cánh quạt hạng nhẹ, bay chậm và thấp hơn đáng kể so với tên lửa hành trình, song lại có thể né được lưới phòng không Nga và tiếp cận mục tiêu cách xa biên giới hơn 1.000 km. Hồi đầu tháng 4, Ukraine sử dụng máy bay cánh quạt cỡ nhỏ Aeroprak A-22 được hoán cải thành UAV để tập kích các cơ sở công nghiệp ở Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga. Tuần trước, một UAV giống mẫu A-22 tập kích nhà máy lọc dầu ở Cộng hòa Baskotostan, địa điểm nằm cách biên giới khoảng 1.500 km. Chuyên gia an ninh Fabian Hopman, hiện là nghiên cứu sinh tại Đại học Oslo, nhận định trong thế giới của các hệ thống tên lửa hiện đại, phức tạp, những chiếc UAV hoán cải như A-22 về cơ bản là cục gạch bay được chế tạo rất thô sơ. UAV loại này bay tương đối thấp khiến radar khó phát hiện và theo dõi chúng. Khi Ukraine phát hiện một hành lang không phận Nga không có lưới phòng không thích hợp bảo vệ, UAV cục gạch bay có thể xâm nhập hiệu quả và bay sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng việc lưới phòng không Nga để UAV tầm xa Ukraine thoải mái bay vào lãnh thổ suốt nhiều tiếng vượt qua quãng đường hơn 1.000 km để tập kích cơ sở dầu khí tại Tatarstan và Baskototan là thất bại khó có thể biện minh. Chuyên gia Hoffman cho biết UAV tầm xa được hoán cải từ máy bay hạng nhẹ, ồn ào và bay chậm, khiến chúng dễ bị phát hiện bằng mắt thường trên đường bay, kể cả khi radar không quét ra chúng. UAV kiểu này tương đối dễ bị bắn hạ bởi các pháo phòng không được bố trí xung quanh hạ tầng trọng yếu. Theo Hoffman, thất bại trong đối phó UAV tầm xa của Ukraine cho thấy Nga dường như gặp vấn đề về năng lực phòng không khi các tổ hợp được điều tới bảo vệ khu vực tiền tuyến hoặc đô thị quan trọng như Moscow và Saint Petersburg hoặc họ đánh giá thấp mối đe dọa mới. Theo Forbes, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine vào lãnh thổ Nga tiếp tục gia tăng khi Kiev tiến hành hoán cải máy bay dân dụng Cessna thành UAV cảm tử. Trước đó, ít nhất một chiếc Cessna cảm tử của Ukraine đã đánh trúng tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga ở Jelabuga, cách biên giới Ukraine gần 1.000 km. Đây được xem là khoảng cách xa nhất UAV Ukraine vươn tới kể từ khi xung đột diễn ra. Cũng theo Forbes, tổ hợp công nghiệp ở Jelabuga là nơi Nga chế tạo các mẫu UAV cảm tử Geran 2 của nước này. Trong một đoạn video được các nhân chứng ghi lại, chiếc Cessna được điều khiển từ xa mang theo ít nhất nửa tấn thuốc nổ đã lao xuống khuôn viên đặc khu kinh tế Alabuga, Jelabuga. Vụ tấn công tạo ra một quả câu lửa lớn ngay bên trong khu công nghiệp. Truyền thông Nga đưa tin ít nhất 7 người đã bị thương trong một vụ nổ lớn tại Học viện Quân sự Budioni của binh chủng thông tin ở Saint Petersburg, thành phố lớn thứ hai của nước này. Theo Sputnik, sự cố bắt nguồn từ việc một mảnh đạn có từ thời Thế chiến thứ hai phát nổ. Quân đoàn Leningrad ra tuyên bố cho biết lúc khoảng 20 giờ giờ Moscow tối 17 tháng 5, một vụ nổ đã xảy ra trong khuôn viên Học viện Quân sự Budioni của binh chủng thông tin, trong quá trình dọn dẹp một trong các khu vực tầng hầm và cho rác vào thùng chứa. Hậu quả của vụ nổ khiến 7 quân nhân bị thương. Tất cả các nạn nhân đã được đưa đến một cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng Nga, nơi họ nhận được mọi sự chăm sóc y tế cần thiết. Các đoạn video do các nhân chứng quay cho thấy nhiều người được sơ tán trên cáng. Theo đài RT, hai người trong số các nạn nhân bị thương nặng với một người đã được đưa vào phòng chăm sóc tích cực của Học viện Quân y SM Kirov. Tuy nhiên, không có trường hợp nào thiệt mạng trong sự cố. Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, thống đốc vùng Leningrad Alexander Beglov nhấn mạnh vụ việc tại học viện nằm trong khu vực trách nhiệm của quân phòng vệ và không có tính chất cực đoan. Quan chức này cũng kêu gọi người dân chỉ tin vào thông tin chính thống. Học viện quân sự Budioni là một trong những trường sĩ quan lâu đời và uy tín nhất của Nga đào tạo nhân lực cho binh chủng thông tin, đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin liên lạc cho các lực lượng mặt đất. Học viện được thành lập vào năm 1919 và được công nhận là trường đại học quân sự vào năm 1998. Bình chủng thông tin đã đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine với khả năng cung cấp thông tin liên lạc an toàn, ổn định và không bị nhiễu. Về tình hình tại chiến trường Nga-Ukraine, mới đây Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở nước láng giềng, không có lữ đoàn Ukraine nào báo cáo về việc bị thiếu đạn pháo. Ông nói, và điều này đã xảy ra trong 2 tháng qua, nhưng nhấn mạnh rằng Ukraine vẫn còn nhiều việc phải làm. Trong những tháng mùa đông, lực lượng vũ trang Ukraine bị thiếu hụt trầm trọng đạn pháo, phần lớn là do viện trợ quân sự của Mỹ bị đình trệ. Vào tháng 1, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Rustem Umerov cho biết Ukraine không thể bắn hơn 2.000 quả đạn pháo mỗi ngày, tương đương khoảng 1 phần 3 lượng đạn pháo sử dụng trung bình hàng ngày của Nga. Séc đã phát động một sáng kiến nhằm mua đạn pháo cho Ukraine nhằm mục tiêu chuyển 500.000 quả đạn pháo 155mm và 300.000 quả đạn pháo 122mm tới phía Kiev. Ông Zelensky cho biết, ngay cả trước khi sáng kiến này bắt đầu, nỗ lực mua sắm đạn pháo của Ukraine đã đạt được tiến bộ. Ông cho biết, lần đầu tiên trong giao tranh, không có lữ đoàn nào phàn nàn rằng không có đạn pháo. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 5 công bố video cho thấy tàu tuần tra và trực thăng của hạm đội biển đen tham gia đánh chặn xuồng tự sát không người lái (USV) của Ukraine trong đêm. Trong video, một chiếc USV bốc cháy và phát nổ sau khi trúng đạn từ trực thăng nga. Bộ quốc phòng nga thông báo các đơn vị thuộc hạm đội biển đen trong 24 giờ qua đã phá hủy 25 USV của Ukraine trên biển đen. Các kênh Telegram quân sự nga cùng ngày đăng ảnh một xuồng tự sát Ukraine bị vô hiệu hóa giạt vào ven biển bán đảo Crimea. Phương tiện này lắp tên lửa không đối không. R-73 hoán cải để đối phó với trực thăng Nga, vốn là phương tiện chính trong tác chiến chống USV. Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 5 cũng cho biết, các trực thăng tấn công của hạm đội Biển Đen đã được điều động để đối phó với mối đe dọa và đánh chìm tổng cộng 15 xuồng không người lái USV tự sát của Ukraine tại vùng biển gần bán đảo Crimea. Ít nhất 3 nhóm USV đã bị phát hiện khi tiếp cận bán đảo Crimea trong một ngày. Theo Bộ Quốc phòng, đợt tấn công đầu tiên xảy ra vào khoảng 14 giờ giờ địa phương Trực thăng của hạm đội Biển Đen đã đánh chìm 11 chiếc USV. Một máy bay không người lái nữa cũng bị phát hiện và bị bắn hạ. Một đợt tấn công khác được phát hiện vào khoảng 19 giờ 30 phút giờ địa phương, khi ba chiếc USV bị phát hiện đang tiếp cận Crimea. Các USV này cũng bị trực thăng của hạm đội Biển Đen đánh chìm. Trong thời gian qua, Ukraine đã điều động xuồng không người lái tấn công chiến hạm tại hạm đội Biển Đen của Nga, gây ra thiệt hại cho Moscow. Vì vậy, Nga đã tìm cách đối phó với các xuồng này từ trên không. Nga điều động máy bay chiến đấu ném bom trực thăng tuần tra biển đen, tìm kiếm các xuồng của Ukraine để nã hỏa lực phá hủy. Để đối phó với vũ khí Nga, Ukraine đã lắp thêm tên lửa đất đối không lên xuồng tự sát để sẵn sàng bắn rơi máy bay Nga. Nếu Ukraine làm chủ được công nghệ phóng tên lửa từ xa, điều này sẽ gia tăng mức độ nguy hiểm của xuồng không người lái. Trước đó, hầu hết các xuồng tự sát của Ukraine thường chỉ tấn công một lần, nổ tung sau khi lao vào mục tiêu. Các chuyên gia cho biết, xuồng tự sát Ukraine thường di chuyển sát mặt biển và kích thước tương đối nhỏ nên việc phát hiện chúng bằng radar hoặc thiết bị sóng âm phản xạ là một thách thức lớn đối với Nga. Ngoài ra, các xuồng này có thể bị sóng biển che khuất cho tới khi chúng tới rất gần mục tiêu. Việc đánh chặn các vũ khí tương đối nhỏ, tốc độ khá nhanh lúc này trở nên thách thức hơn. Tân Hoa Xã dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 17 tháng 5 cho biết Trung Quốc ủng hộ việc triệu tập kịp thời một hội nghị hòa bình quốc tế được cả Nga và Ukraine công nhận với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thảo luận công bằng về tất cả các lựa chọn. Ông nhấn mạnh thêm rằng Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa đàm. Ông Tập nói thêm, giải pháp cơ bản cho cuộc khủng hoảng Ukraine là thúc đẩy xây dựng một cấu trúc an ninh mới cân bằng, hiệu quả và bền vững. Trước đó, phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Nam Hải, nơi ở và làm việc của các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, ông Tập cận bình lập luận rằng tất cả cấu trúc an ninh toàn cầu phải được sửa đổi để chấm dứt giao tranh và tránh những hành động thù địch tương tự trong tương lai. Ông cho rằng các cường quốc toàn cầu phải giải quyết cả triệu chứng lẫn nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, đồng thời phải xem xét cả hiện tại lẫn lâu dài. Trung Quốc từ lâu khẳng định quan điểm trung lập đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine. Bắc Kinh kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Xung đột Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả Kiev và Moscow đều không có ý định ngồi vào bàn đàm phán trao đổi với các phóng viên Nga trong chuyến công du tới Trung Quốc hôm 17 tháng 5. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc lại lập trường của Nga rằng hội nghị hòa bình về Ukraine sắp tới tại Thụy Sĩ chỉ là một chiêu trò của Kiev và phương Tây. Người đứng đầu điện Kremlin nói, họ muốn tập hợp càng nhiều quốc gia càng tốt, thuyết phục mọi người rằng đề xuất tốt nhất là các điều khoản do Ukraine đưa ra, sau đó gửi cho chúng tôi dưới dạng tối hậu thư. Đó có phải là cách người ta đàm phán nghiêm túc không? Chắc chắn là không. Ông Putin khẳng định Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán với Ukraine. Thay vào đó, chính các chính trị gia Ukraine đã rút khỏi quá trình đàm phán ngay khi quân đội Nga rút khỏi Kiev. Khi đưa ra quan điểm về nhiều vấn đề liên quan xung đột giữa Ukraine với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Ukraine và phương Tây có chung những giá trị nhưng thường khác biệt về quan điểm, đặc biệt là về cách kết thúc xung đột. Ông Zelensky nói, chúng tôi đang trong tình huống vô lý, khi phương Tây sợ Nga sẽ thua cuộc xung đột và họ cũng không muốn Ukraine thua cuộc. Nhà lãnh đạo cảnh báo rằng Nga có thể tăng cường cuộc tấn công và nhận định hành động gần đây tại Kharkov chỉ là sự khởi đầu. Ông lặp lại lời kêu gọi các đồng minh gửi thêm vũ khí phòng không và máy bay chiến đấu cho hay Ukraine mới chỉ có 25% số hệ thống phòng không cần có và nói cần 120 đến 130 chiến đấu cơ F-16 hoặc các loại tương tự để cân bằng với Nga. Theo ông Zelensky, lợi thế lớn nhất cho Nga là việc phương Tây cấm Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công lãnh thổ Nga. Về việc này, truyền thông Mỹ đưa tin các nghị sĩ Ukraine đã đến Mỹ trong tuần qua để kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm. Nhưng người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby trước đó đã tái khẳng định chính quyền không khuyến khích hay cho phép các cuộc tấn công bằng vũ khí Mỹ bên trong Nga. Ông Zelensky cũng thừa nhận vấn đề nhân lực và tinh thần trong quân đội Ukraine vốn thua thiệt vũ khí và quân số so với Nga bất chấp các bước tiến đáng kể của Moscow gần đây. Tổng thống Zelensky tuyên bố Kiev sẽ giữ vững phòng tuyến và ngăn chặn một cuộc đột phá lớn. Sẽ không có ai từ bỏ. Ông Zelensky cũng bác bỏ đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc ngừng bắn trong thời gian diễn ra Thế vận hội Paris bởi việc đó sẽ có lợi thế cho Nga nhờ việc có thêm thời gian để điều động quân lực. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã kêu gọi Trung Quốc và các nước đang phát triển tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine diễn ra ở Thụy Sĩ vào tháng tới. Ông Zelensky nói, Trung Quốc tin rằng thất bại của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine sẽ là thắng lợi cho Mỹ và phương Tây và họ muốn tìm sự cân bằng giữa hai bên. Đó là lý do tôi muốn được thấy Trung Quốc tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Bình luận của ông Zelensky được đưa ra khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm Trung Quốc. Trung Quốc trước đó đã tuyên bố là bên trung lập trong xung đột Ukraine và đã tìm cách đóng vai trò hòa giải và từ chối lên án chiến dịch của nga ở ukraine lập luận rằng việc nato mở rộng cùng tâm lý chiến tranh lạnh của mỹ là nguyên nhân dẫn đến xung đột ngoài trung quốc ông zelensky cũng kêu gọi các quốc gia nam toàn cầu thuật ngữ chỉ những nước đang phát triển đến dự hội nghị tổng thống ukraine cho hay việc không cử đại diện tham dự sẽ là phản ứng công khai cho thấy các bạn muốn nga giành chiến thắng dù ai cũng nói chúng ta mong muốn hòa bình Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đã bác bỏ ý tưởng về một thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian tổ chức Olympic Paris 2024, vài ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thảo luận về vấn đề này với ông qua điện đàm. Paris sẽ tổ chức Thế vận hội mùa hè từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Tổng thống Macron đề xuất ngừng bắn tất cả các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới trong thời gian đó, đặc biệt là xung đột Ukraine-Nga. Ông Macron bày tỏ đưa ra ý tưởng này hôm 14 tháng 5 khi hai nhà lãnh đạo thảo luận về việc Pháp chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Phát biểu trước các phóng viên ngày 17 tháng 5, Tổng thống Zelensky cho biết ông hoài nghi về đề xuất của Pháp. Đối với tôi, đó có vẻ như là một câu chuyện không thể thực hiện được. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, đã có một số nỗ lực nhằm tạm ngưng giao tranh vào những ngày cụ thể, ví dụ như các ngày lễ lớn của chính thống giáo. Tuy nhiên, cả hai bên đều cáo buộc phía còn lại vi phạm thỏa thuận đó. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov vào giữa tháng 4 đã nêu rõ, cả Tổng thống và các quan chức quân đội của chúng tôi đều cho rằng Ukraine thường lợi dụng những ý tưởng và sáng kiến như vậy để tập hợp lại, tái vũ trang. Điều này chắc chắn sẽ khiến việc xem xét những sáng kiến đó trở nên khó khăn hơn nhiều. Theo truyền thống, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thường thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn toàn cầu trong mỗi kỳ Olympic. Những đề xuất đó không có cơ chế thực thi và thường bị các bên tham chiến phớt lờ. Trước đó, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nói trong tuyên bố chung với Tổng thống Macron rằng thế giới ngày nay không còn bình yên. Với tư cách là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là một quốc gia có trách nhiệm, Trung Quốc mong Pháp kêu gọi một lệnh ngừng bắn trên thế giới trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic Paris. Đình chỉ xung đột vũ trang theo thỏa thuận đình chiến Olympic là một truyền thống lâu đời. Ông Macron cho biết bản thân sẽ nỗ lực đạt được điều này khi Paris đăng cai Thế vận hội mùa hè từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 và Thế vận hội Paralympic vào cuối tháng 8. Các quan chức Pháp hy vọng sự tán thành của ông Tập là dấu hiệu cho thấy ông có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để thuyết phục Nga chấp nhận thỏa thuận đình chiến khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc vào cuối tháng này. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo hy vọng rằng một thỏa thuận ngừng bắn nhỏ có thể mở ra cơ hội cho hoạt động ngoại giao rộng hơn. Những ngày gần đây, tình trạng căng thẳng và đối đầu giữa Nga và Anh nóng trở lại khi hai bên liên tục có những động thái ăn miếng trả miếng. Nhìn lại quan hệ song phương Moscow-London cũng dễ nhận ra rằng hai nước đã vốn cơm không lành, canh không ngọt trong suốt nhiều năm qua. Gần đây, Bộ Ngoại giao Nga thông báo rằng Nga đã trục xuất tùy viên quốc phòng Anh Adrian Kogil khỏi Moscow để đáp trả những động thái không thân thiện của Anh. Đây là động thái đáp trả việc Anh đã thông báo trục xuất một tùy viên quân sự Nga. Cụ thể, Anh triệu tập đại sứ Nga tại London, ông Andrei Kalin, và công bố một loạt biện pháp trừng phạt lên Moscow để phản đối các hoạt động thu thập thông tin tình báo của Nga. Các biện pháp trừng phạt bao gồm trục xuất một tùy viên quân sự Nga mà chính phủ Anh mô tả là sĩ quan tình báo quân sự không khai báo và loại bỏ quy chế ngoại giao đối với một số tài sản thuộc sở hữu của Nga mà luôn đôn tin rằng đã được sử dụng cho mục đích tình báo. Nói về hành động đáp trả của mình, Bộ Ngoại giao Nga cho hay, tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow, Ariane Kogil, bị tuyên bố là người không được chào đón Ông ta phải rời khỏi lãnh thổ Liên bang Nga trong vòng một tuần. Bộ này cho biết thêm rằng, đòn trả đũa không chỉ như vậy mà sẽ còn các biện pháp khác nữa và phía anh sẽ không được thông báo về các bước phản ứng tiếp theo. Bộ này cũng cho biết, Moscow coi động thái không thân thiện của London là một hành động có động cơ chính trị mang tính chất bài Nga rõ ràng, gây ra thiệt hại không thể khắc phục được cho quan hệ song phương. Tiếp đó, đại sứ Casey đã bị triệu tập sau phát ngôn của ngoại trưởng Anh David Cameron rằng Ukraine có quyền sử dụng tên lửa tầm xa do Anh gửi để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã cảnh báo các quốc gia phương Tây rằng nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine thì phương Tây có thể là mục tiêu tiếp theo. Đáp trả, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích Thủ tướng Sunak nói dối trắng trợn khi cáo buộc Moscow cố gắng gia tăng hạt nhân và vũ khí hóa các nguồn năng lượng để bóp nghẹt phương Tây. Nhận định về sự gia tăng căng thẳng gần đây giữa Moscow và London, ông Dominic Wagon, Bình luận viên các vấn đề quốc tế của hãng tin Sky News cho rằng, các diễn biến trả đũa qua lại sẽ khiến tình hình sắp tới thêm khó lường, đặc biệt là việc anh trục xuất tùy viên quốc phòng Moscow. Theo ông Wagon, các tùy viên quốc phòng đóng một vai trò quan trọng trong việc liên lạc với nước chủ nhà. Điều này đóng vai trò rất quan trọng trong việc tránh những hiểu lầm có thể dẫn đến gia tăng căng thẳng nguy hiểm và không cần thiết. Ông Wagon nói thêm rằng, London chắc chắn đã làm suy yếu khả năng do thám và thu thập thông tin tình báo của Nga ở Anh nhưng những biện pháp này cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng của anh trong việc dự đoán và tránh căng thẳng tiềm tàng từ Nga. Một số ý kiến khác cho biết, việc Nga đi bước trục xuất tùy viên quốc phòng anh cũng mang lại những thách thức tương tự với Nga, đồng thời làm tăng rủi ro trong liên lạc giữa hai bên. Hôm 17 tháng 5, trang Axios đưa tin các cuộc đàm phán tại Oman có sự tham gia của cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Trung Đông, Brett Marks và quyền đặc phái viên Mỹ tại Iran, Abraham Pali. Sự kiện đánh dấu vòng thảo luận đầu tiên giữa Mỹ và Iran kể từ tháng 1. Hiện không rõ quan chức nào của Iran tham gia các cuộc đàm phán. Theo các nguồn tin, quá trình đàm phán tập trung vào việc làm rõ hậu quả do hành động của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran trong khu vực, đồng thời thảo luận những lo ngại của Mỹ về tình trạng chương trình hạt nhân của Iran. Trong những tuần gần đây, một số quan chức Iran cũng có tuyên bố ám chỉ khả năng Iran tiến tới sản xuất vũ khí hạt nhân. Hồi đầu tuần, ông Vedan Patel, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền của Tổng thống Biden có cách liên lạc với Iran khi cần thiết. Theo ông Patel, Mỹ không tin nhà lãnh đạo tối cao của Iran đã đưa ra quyết định tiếp tục chương trình vũ khí hóa mà Mỹ cho rằng Iran đã đình chỉ hoặc dừng lại vào cuối năm 2003. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối đưa ra bình luận về các cuộc đàm phán ở Oman. Hoạt động đàm phán diễn ra sau khi Iran tiến hành đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV vào Israel hồi tháng trước đây là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào israel được tiến hành từ lãnh thổ iran vụ tấn công đã đẩy trung đông tới bờ vực của một cuộc chiến trong khu vực đồng thời trong khoảng thời gian đó iran cũng cảnh báo mỹ tránh xa bất kỳ cuộc xung đột tiềm tàng nào giữa nước này và israel trong khi washington cảnh báo tehran không nhắm mục tiêu vào các căn cứ của mỹ trợ lý tổng thống iran mohammad jamsidi viết trên mạng xã hội x thời điểm đó rằng trong một thông điệp bằng văn bản, Cộng hòa Hồi giáo Iran cảnh báo giới lãnh đạo Mỹ không nên bị rơi vào bẫy của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dành cho Mỹ. Hãy tránh xa để không bị tổn thương. Ông Yamsidi cho biết thêm, đáp lại Mỹ yêu cầu Iran không nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Mỹ. Iran cáo buộc lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thực hiện một cuộc không kích vào lãnh sự quán nước này ở thủ đô Damascus của Syria vào hồi đầu tháng 4, khiến 7 sĩ quan của lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo IRGC thiệt mạng, trong đó có hai tướng. Lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei sau đó tuyên bố sẽ đáp trả và lên tiếng cảnh báo Israel. IDF phản ứng bằng cách hủy bỏ tất cả chuyến bay và can thiệp tín hiệu vệ tinh trên Tel Aviv để đề phòng một cuộc tấn công đáp trả của Iran. Tiếp tục các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo tồi tệ xảy ra tại giải Gaza. Ngày 17 tháng 5, 13 nước phương Tây đã gửi thông điệp đến chính phủ Israel kêu gọi dừng cuộc tấn công bộ binh vào thành phố Rafah, đông dân cư ở cực nam Gaza. Theo truyền thông Israel, các nước đã gửi thông điệp chung cho Israel gồm có Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Thụy Điển, Anh, Canada, Australia, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc. Văn bản được ngoại trưởng các nước ký và gửi đến cho ngoại trưởng Israel. Trong thông điệp các nước khẳng định phản đối việc Israel mở cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Rafah do lo ngại những hậu quả thảm khốc với dân thường. Cùng với lời kêu gọi dừng cuộc tấn công vào Rafah, các nước cũng hối thúc Israel cho phép hàng cứu trợ nhân đạo được chuyển vào giải Gaza thông qua tất cả các cửa khẩu, trong đó có cửa khẩu Rafah nối giải Gaza và bán đảo Sinai của Ai Cập. Cuộc tấn công của Israel vào Rafah cũng là một trong những chủ đề nghị sự trọng tâm trong chuyến thăm Israel cuối tuần này của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Theo truyền thông Israel, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ sẽ hối thúc Israel không mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Rafah do lo ngại xảy ra thảm họa nhân đạo cùng với những hệ lụy nguy hiểm đối với an ninh toàn khu vực. Cùng ngày 17 tháng 5, giao tranh qua biên giới tiếp tục nổ ra ác liệt giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Trong đó, nhóm vũ trang Liban mở thêm một số cuộc tập kích tên lửa dữ dội sang lãnh thổ Israel. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, cuộc tấn công đáng chú ý nhất của Hezbollah vào lãnh thổ Israel trong ngày 17 tháng 5 là đợt tập kích tên lửa quy mô lớn với khoảng 75 quả tên lửa được bắn đi từ miền nam Liban sang cao nguyên Golan và một số khu vực phía bắc Israel hồi chiều qua. IDF khẳng định đây là một trong những cuộc tập kích tên lửa lớn nhất mà Hezbollah tiến hành vào lãnh thổ Israel kể từ đầu đợt giao tranh kéo dài hơn 7 tháng qua giữa hai bên. Một số quả tên lửa đã bị lưới phòng không Israel bắn hạ số còn lại chủ yếu rơi vào các khu vực chống trải nên không gây thương vong nghiêm trọng về người. Quân đội Israel đã đáp trả bằng nhiều đợt không kích và pháo kích dữ dội vào hàng chục mục tiêu Hezbollah tại khu vực biên giới, trong đó có địa điểm khởi phát các cuộc tấn công tên lửa sang lãnh thổ Israel. Trước đó, quân đội Israel cũng không kích một số mục tiêu ở miền nam Liban và khu vực thung lũng Beka, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 người mang quốc tịch Syria. Chính phủ Israel ngày càng chia rẽ về cuộc xung đột ở Gaza sau khi bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant công khai yêu cầu thủ tướng Benjamin Netanyahu có một chiến lược rõ ràng để kết thúc cuộc xung đột và tầm nhìn về một chính quyền quản trị Gaza thời hậu chiến. Sự chia rẽ có thể khiến chính phủ liên minh cầm quyền Israel sụp đổ trong bối cảnh quốc tế ngày càng chỉ trích Israel vì hoạt động quân sự ở Gaza với cáo buộc mới nhất từ liên đoàn Ả Rập rằng Israel trốn tránh các nỗ lực để đạt được lệnh ngừng bắn. Ngoài mục tiêu vô hiệu hóa Hamas và đưa khoảng 130 con tin trở về, nhiều quan chức cấp cao Israel cho rằng thủ tướng Netanyahu vẫn chưa nêu rõ bất kỳ mục tiêu chiến lược rõ ràng nào để kết thúc xung đột vốn đã cướp đi sinh mạng của khoảng 35.000 người Palestine. Gần đây, quân đội Israel phải quay trở lại giao tranh với các chiến binh Hamas ở những khu vực được cho là đã quét sạch bóng Hamas từ nhiều tháng trước, báo hiệu một cuộc xung đột kéo dài cho đến nay thủ tướng netanyahu bác bỏ việc chính quyền palestine ở bờ tây tham gia điều hành gaza thời hậu chiến gợi ý gaza có thể được điều hành bởi một chính quyền dân sự không có hamas với trách nhiệm quân sự thuộc về israel tuy nhiên bộ trưởng bộ quốc phòng joab galan tuyên bố ông sẽ không đồng ý thành lập một chính phủ có sự can thiệp quân sự của israel ở gaza phản ánh sự bất an ngày càng tăng trong nội bộ israel sự chia rẽ càng sâu sắc hơn khi hai cựu tướng quân đội theo đường lối trung dung trong nội các Benny Gantz và Gadi Eisenkot đều ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng Joab Gallant. Thủ tướng Israel đang đứng trước thách thức vừa phải ngăn chặn chia rẽ nội bộ có thể làm lung lay liên minh cầm quyền, vừa phải trấn an người dân trước một chiến dịch kéo dài gây thiệt hại nền kinh tế cũng như làm mất cơ hội giải thoát cho các con tin. Hầu hết các cuộc khảo sát gần đây cho thấy người dân Israel giảm dần sự ủng hộ đối với cuộc xung đột mà hướng sự ưu tiên vào việc trao trả con tin hơn là loại bỏ Hamas. Giới quan sát cho rằng một hoạt động quân sự kéo dài sẽ gây căng thẳng cho quân đội và nền kinh tế, gợi lại ký ức về sự chiếm đóng kéo dài nhiều năm của Israel ở miền Nam Liban sau cuộc xung đột năm 1982. Cuộc xung đột kéo dài khiến dư luận bên trong Israel bất bình và quốc gia này ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế. Trước đó, nhiều người dân Israel ban đầu ủng hộ cuộc tấn công đã đặt kỳ vọng quân đội Israel sẽ đánh nhanh, thắng nhanh, ít gây thương vong cho dân thường Palestine cũng như cho chính quân đội Israel và đạt mục đích chấm dứt việc Hamas bắn rocket vào Israel. Tuy nhiên hiện nay, quân đội Israel đứng trước nguy cơ xa lầy tại giải Gaza. Các cuộc biểu tình chống Israel mở rộng ở nhiều nơi trên thế giới, khiến ngày càng nhiều người Israel ủng hộ việc ngừng bắn. Chiến thắng trong cuộc chiến tranh này dường như là không thể với Israel, mà ngược lại, nhiều nhà phân tích còn khẳng định cuộc chiến đã làm gia tăng sức mạnh cho các nhóm vũ trang Hồi giáo trong lòng các nước Ả Rập như lực lượng duy nhất có khả năng chống lại Mỹ và Israel. Lực lượng Houthi gần đây tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái UAV MQ-9 của Mỹ trong tỉnh Maref ở phía đông nam Yemen. Houthi còn nói sẽ công bố hình ảnh và video để chứng minh cho tuyên bố của mình về vụ bắn hạ UAV MQ-9. Houthi nói thêm rằng họ đã nhắm mục tiêu vào chiếc UAV đó bằng cách sử dụng tên lửa đất đối không. Trước đó, đài CBS News dẫn lời một quan chức quân sự Mỹ xác nhận một chiếc UAV MQ-9 đã bị rơi tại Yemen và một cuộc điều tra đang diễn ra. Vụ việc không gây thương vong nào và UAV có vẻ rơi ở ngoài biển. Hầu thì đã nhận trách nhiệm bắn rơi chiếc UAV nói trên, ước tính có giá khoảng 30 triệu đô la Mỹ, tương đương 760 tỷ đồng. MQ-9 Reaper được lực lượng không quân Mỹ sử dụng để thu thập thông tin tình báo và thực hiện các nhiệm vụ giám sát tìm kiếm cứu nạn và tấn công chính xác vào các mục tiêu có giá trị cao và mục tiêu cần phản ứng nhanh. Những chiếc UAV này từng làm nhiệm vụ ở Iraq, Afghanistan, Syria và các quốc gia khác, trong đó MQ-9 là một phần quan trọng trong các chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iraq và Afghanistan. MQ-9 Reaper có thể mang tới 6 tên lửa dẫn đường bằng laser hoặc 16 tên lửa Hellfire và gần 600 kg nhiên liệu. UAV này có thể di chuyển quãng đường gần 2.000 km, trong năm 2018, MQ-9 Reaper đã bay tổng cộng 325.000 giờ với tốc độ tối đa là 444 km trên một giờ. Hầu là một phần trong trục phản kháng, tập hợp các lực lượng chống Israel trong khu vực Trung Đông. Hầu đã nhận trách nhiệm nhiều cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào Israel giữa lúc diễn ra cuộc chiến với Hamas ở giải Gaza. Lực lượng Houthi bắt đầu tấn công tàu hàng đi qua Biển Đỏ từ tháng 11 năm 2023 và tuyên bố đây là hành động nhằm ủng hộ người dân tại giải Gaza, nơi Israel triển khai chiến dịch trả đũa vụ tấn công vào tháng 10 năm 2023 của Hamas. Giới chức Mỹ cho biết Houthi hơn 50 lần tập kích tàu thuyền đi qua Biển Đỏ, bắt một tàu hàng và đánh trì một phương tiện. Các đợt tập kích của Houthi giảm trong những tuần gần đây khi Mỹ và đồng minh không kích vị trí của nhóm, một số quan chức Mỹ cho rằng Hầu Thi có thể đang thiếu vũ khí vì các đòn không kích nói trên cũng như do liên tục phóng tên lửa và UAV nhằm vào tàu hàng qua biển đỏ trong nhiều tháng. Hoạt động tấn công tàu trên biển đỏ của Hầu Thi đã làm gián đoạn vận tải biển toàn cầu, buộc các công ty phải chuyển sang hành trình dài và tốn kém hơn qua mũi hảo vọng Nam Châu Phi. Các vụ tấn công cũng làm dấy lên lo ngại rằng xung đột Israel-Hamas có thể lan rộng và gây bất ổn cho khu vực Trung Đông. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.